Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước, là một trường đại học phát triển theo hướng đổi mới và linh hoạt nhất của New Zealand. Đại học Waikato liên tục cung cấp các chương trình đào tạo tiên tiến nhất nhằm trang bị cho sinh viên của mình có đủ các kỹ năng và kiến thức đáp ứng được đòi hỏi của môi trường kinh doanh và tiến bộ khoa học kỹ thuật đang phát triển liên tục trên thế giới. Trường có khoảng 14.000 sinh viên, trong đó có 2.500 sinh viên quốc tế từ trên 80 quốc gia trên thế giới, cùng với 2.000 nhân viên và giảng viên tham gia học tập và giảng dạy tại Đại học Waikato. Với khuôn viên lên tới 60 hectare, Đại học Waikato được các tổ chức chính phủ và các tổ chức tư nhân đầu tư hơn 5 triệu đô la để thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, trang bị các giảng đường, phòng máy tính hiện đại, phòng lab và thư viện mới hơn 500.000 đầu sách. Bên cạnh đó, Đại học Waikato còn cộng tác với hơn 120 viện nghiên cứu với các chương trình hỗ trợ và trao đổi giáo viên cũng như sinh viên trên toàn thế giới. Với 7 trường và khoa trực thuộc, Đại học Waikato cung cấp cho các bạn khóa học phù hợp với khả năng và sở thích của mình như trường khoa học xã hội và nhân văn, trường khoa học máy tính và toán học, trường sư phạm, trường luật, trường quản lý Waikato, trường phát triển Maori và Thái Bình Dương, trường khoa học và kỹ thuật. Để được tư vấn miễn phí về chương trình du học, các bạn hãy gọi đến hotline 0996277629 hoặc 0166515721. Nhiều ngành học của trường được xếp hạng nhất trong số các trường đại học tại New Zealand như ngành quản trị kinh doanh, truyền thông báo chí và truyền thông đại chúng, toán hóa học, giáo dục, sinh vật học, sinh thái học, khoa học vi tính, âm nhạc, nghệ thuật văn học và các môn mỹ thuật khác. Một năm học chính, khóa của Đại học Waikato khai giảng vào tháng 3, kết thúc vào tháng 11 và chia làm 2 kỳ. Kỳ 1 bắt đầu vào tháng 3, kỳ 2 bắt đầu vào tháng 7 và có một kỳ nghỉ 4 tuần là sau tháng 6 hoặc tháng 7. Hầu hết các khóa học của trường trực thuộc Waikato đều có đợt tuyển sinh vào giữa năm học. Về chương trình học tiếng Anh học thuật học phí là 4.650 đô cho 12 tuần, khai giảng vào tháng 1, tháng 7, tháng 4 và tháng 10. Tiếng Anh tổng quát là 375 đô cho 1 tuần, thứ hai hàng tuần. Dự bị IELTS là 4.650 đô cho 12 tuần, khai giảng vào tháng 1, tháng 7, tháng 10 và tháng 4. Cambridge là 3.000 đô cho 4 tuần, khai giảng vào tháng 4, tháng 8 và tháng 11. Chương trình dự bị đại học yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học, điểm IELTS là 5.5 hoặc TOEIC là 525, hoặc sinh viên đã hoàn thành chương trình Anh ngữ học thuật tại Viện Ngôn ngữ của trường Đại học Waikato. Thời gian là 1 năm với học phí là 15.800 đô, các kỳ nhập học là tháng 2, tháng 7 và tháng 11. Sinh viên sẽ học 8 môn, 4 môn cho một học kỳ, có 3 môn học bắt buộc. Sinh viên nên học tối thiểu một môn liên quan đến toán học, môn học bắt buộc tiếng Anh dự bị đại học, tiếng Anh dự bị đại học 2 và ngôn ngữ và kỹ năng học tập dự bị đại học. Môn học tùy chọn: kế toán đại cương, sinh học đại cương, hóa học đại cương, văn hóa so sánh, kinh tế đại cương, giới thiệu về khoa học xã hội, toán đại cương, toán thống kê và vật lý đại cương. Về chương trình đào tạo cử nhân đại học gồm có như nghệ thuật, khoa học xã hội, nghiên cứu truyền thông, thiết kế đồ họa máy tính, toán tin, kế toán, tài chính, kinh tế, thương mại điện tử, cơ khí, khoa học tự nhiên, luật, thể thao và giải trí, nghiên cứu tư tưởng tự do, quản lý, v.v. Sau đại học gồm có như tâm lý học ứng dụng, nghệ thuật ứng dụng, quản trị kinh doanh, toán tin, tư vấn, giáo dục, quản lý giáo dục, luật khoa học xã hội, luật hòa giải, quản lý, v.v. Yêu cầu đối với khóa cử nhân: tốt nghiệp phổ thông trung học và hoàn thành năm học dự bị đại học, điểm IELTS là 6 chấm hoặc TOEIC là 550, thời gian học là 3 năm. Cử nhân quản lý: thời gian học là 4 năm, các ngành như kế toán, kinh tế, tài chính, quản lý nhân sự, quản lý hệ thống thông tin, quản lý quốc tế, quản lý giao tiếp, quản lý sản xuất, tiếp thị, quan hệ đại chúng, quản lý chiến lược, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý du lịch. Cử nhân phân tích kinh doanh: thời gian học là 3 năm, các ngành như kế toán, kinh tế, tài chính. Cử nhân thương mại điện tử: thời gian học là 3 năm, ngành học là thương mại điện tử. Cử nhân thông tin, thời gian học là 3 năm, các ngành như quản lý thông tin, thông tin và truyền thông Maori, tiếp thị, quan hệ đại chúng. Cử nhân du lịch: thời gian học là 3 năm, các ngành như quản lý dịch vụ du lịch, quản lý du lịch. Thạc sĩ quản lý: các lĩnh vực nghiên cứu như kế toán, kinh tế nông nghiệp, kinh tế tài chính, tiếp thị, du lịch và dịch vụ, môi trường và quản lý, v.v. Về học phí, một năm có thể dao động từ 16.860 đô đến 23.920 đô đối với chương trình cao đẳng.
và dao động từ 21.290 đô đến 25.310 đô đối với chương trình đại học và thạc sĩ. Đặc biệt, một số chương trình tiến sĩ học phí chỉ từ 3.000 đến 4.000 đô. Chương trình đào tạo bằng diploma sau đại học là bằng diploma sau đại học kéo dài 1 năm. Sinh viên tham gia chương trình này phải kết hợp quá trình học tập và nghiên cứu. Nếu sinh viên có nguyện vọng học tiếp để lấy bằng master thì phải làm một bài luận văn về vấn đề mà mình nghiên cứu. Yêu cầu là phải tốt nghiệp đại học đã có kinh nghiệm làm việc. Điểm IELTS là 6.5, TOEIC là 600. Thời gian học là 1 năm với học phí 15.000 đến 17.150 đô cho 1 năm. Về chi phí nhà ở, ký túc xá hoặc homestay khi đăng ký khoảng 200 đô đến 275 đô. Phí thuê gồm 3 bữa ăn là 210 cho 1 tuần. Các phụ phí khác như phí đăng ký cho khóa học là 200 đô, phí đón tại sân bay là 80 đô. Hãy đến với Waikato. Các bạn hãy đến với Waikato để có cơ hội học tập tại ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu tại New Zealand và nhận được bằng quốc tế. Đặc biệt, mỗi năm Đại học Waikato có rất nhiều học bổng dành cho những sinh viên có kết quả học tập khá, mỗi học bổng trị giá khoảng 3.000 đô. Và với nhiều năm kinh nghiệm, công ty du học Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn apply vào trường, làm thực thi sinh viên, giúp các bạn mua vé máy bay và cũng như sắp xếp chỗ ở cho các bạn. Hãy gọi đến hotline 099-6277-629 hoặc 0166-515-7271 và các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.